Hamburger, tàu hũ hamburger. Dân nó về là về nghỉ luôn đấy. Come in and go. Cuối tuần rồi, ngày mai Vinh bị đi chơi, đi vòng vòng chơi. Đây giai đoạn 3 đã mở lại rồi, Covid đã mở lại. Người chờ tháng 9 từng hay từng nữa là xong. Mở cửa lại 100%. Nhà nước không bắt buộc mọi người phải chích ngừa, ai muốn chích thì chích. Thì bình thường mọi người đều được chích 2 mũi, tôi đã làm rồi, xong rồi. Đó là immortal, tức là người bất tử, không chết. Nhưng còn một đống người chống đối không không chịu chích ngừa. Thì nhà nước không cấm đối nhưng mà phải theo luật là không được tự do một cách bình thường vậy, cũng phải là khám sức khỏe, đi thử test. Thì bên Mỹ mỗi lần bắt tự mỗi tuần phải tự test lần, Canada thì chưa biết là bao nhiêu lần cái test đó phải làm khi mà đi đến đi ra ngoài đường phải mang mask. Lực không bắt mà muốn vậy thì làm được, thì phải vô hãng, mỗi lần vô hãng thì cũng phải mang khẩu trang rồi mỗi tình test lần. Nhưng mà mấy hãng xưởng đây, mấy ông chủ đây được quyền quyết định cái chuyện mà trừ khử mấy người mà chống đối không chích ngừa đó, nếu ai không chích ngừa đuổi việc xong chuyện. Mà bị đuổi việc lại không được tiền thất nghiệp á. Thì nó ở đây cũng một số người cũng bị đuổi việc vì lý do chống đối đó.
tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã xa cơn ta còn phải nơi đây. Mấy cọc điện cao thế đó là do điện, nó dẫn điện từ hai lò phát điện nguyên tử ở đây nè, ở Darlington là một nè, rồi cách đó cách đây 20 cây số, Darlington nằm bên đây, cách đây 20 cây số Pickering, thêm một cái lò nữa, cái lò nguyên tử. Thế mà những người mà ở trong khu của 30 cây số, cái đường bán kính 30 cây số của cái lò phát điện nguyên tử đó, thì hàng ngày bác sĩ có cung cấp thuốc phải uống để chống cái tia phản xạ, cái tia phản xạ của nguyên tử đó, là cấp miễn phí mỗi tháng gì đến đến thành phố Tây để lấy về uống. Thì lò phát điện điện nguyên tử nó nằm đây nè, nằm ở bên bờ hồ, và Pickering cũng nằm ở bờ hồ. Thì Pickering ở đó đó, thì cái khu đó là cấm đến gần, nhưng mà người Việt Nam mình đó ở vòng vòng ở cái khu của cái lò phát điện nguyên tử đó, đó có rất nhiều cá pickerel. Pickerel tiếng Pháp là Duré, Pickerel thì tiếng Việt mình là cá bóng cát bự lắm, còn nào bằng đấy 20 pounds, tức là khoảng 9-10 kg. Còn Việt Nam mình vô câu cá rất nhiều. Tại vì những khu đó ở vòng vòng đó, ở mấy chiếc ghe, mấy chiếc canoe nó không có vô được, cái cá nó nhiều lắm. Vì thế Việt Nam mình đi theo đường bộ chứ, đường bộ. Thật ra thì nghề tài xế thì đối với những người mới vô nghề đó thì mệt mỏi lắm, cực lắm, nó hành hạ dữ lắm, nó hành hạ mà mình chịu cực khổ, chịu lao đầu đó mà không than phiền đó thì nó giữ lại, thì bắt đầu công việc nó đỡ chút xíu.
ở đây ngày nào cũng vậy thôi à, trong 3 tháng đầu nó giật. Vì thế mà nhất là cái nghề lái xe thì có bằng lái đó thôi, nhưng mà kinh nghiệm thì chưa có. Thì muốn có kinh nghiệm thì phải chịu khó. Hơi bị hành hạ. Đi làm những chuyện mà những người bình thường như tôi nè, không chịu làm nữa. Ê, đi về Montreal ở đó 2 tuần lễ làm chứ. No, không có đi đâu. Đó thì ví dụ như nó cần người đi về Montreal chứ, nó chút xíu 2 tuần lễ chứ. Thì nó chịu trả tiền khách sạn cho đủ hết, cái gì cũng trả hết. Mà cho thêm tiền nữa, đi không? No, không có đi nữa. Thì vấn đề nó cho đó, mình làm lâu rồi, không cần phải đi đến đó. Thì qua một cái ram khác thì qua lại biên giới Mỹ nữa không? No, không đi. Đủ rồi, sợ rồi, không có đi nữa. Click đó, nó báo là tôi chạy gần xe kia đó. Nó giờ tự động nó thắng lấy đó. Tôi đâu có thắng vậy đâu. Nó thắng tiếp đó. Mấy thằng ăn trước nó chạy xe là vì nó ăn tiền trả giờ, ăn tiền chờ thôi, vậy thấy mình nó cứ tàn tàn nó chạy thôi. Thì cái vấn đề sẵn đây tôi thì có người bạn hỏi về vấn đề mua xe chạy với chạy xe cho hãng sao. Thì từ trước đến nay thì tôi có cái clip mà tôi đã nói từ lâu rồi đó. Thì nếu mà mình tại vì làm hãng đó thì phải là cái hãng to, thì mình làm nhân viên đó, làm tài xế cho hãng to thì nó tốt lắm. Là tại vì nó đưa một cái chìa khóa là cho mình giữ luôn cho xe, không ai đụng hết. Nó là như vậy. Rồi còn mấy hãng nhỏ nhỏ đó thì mình đi chuyến này đó, mình đi chuyến tầng về cái nó thay chìa khóa cho nó, xong rồi nó đưa xe cho nước khác chạy rồi. Rồi tới dịch mình trở lại thì nó đưa
chiếc xe khác, nó cứ dẹt cái đổi xuống như thế mệt, rồi cứ dọn đồ lên rồi dọn đồ xuống, dọn đồ lên rồi dọn đồ xuống. Thì như hãng lớn như hãng tôi thế này nè, thì nó đưa chìa khóa nó coi như nhà nhà của mày đó, tự nhiên đồ đạc thì quan trọng quan biết sao này nữa, thì thế mà nó dễ dãi hơn. Còn nếu xe có mình thì xe mình phải take care. Nó thì xe mình cũng như xe hãng thôi, thì người nào cũng phải trả nợ hết. Hãng mua cũng phải trả nợ, mà mình mua cũng phải trả nợ. Nhưng mà hãng nó mua nó trả nợ ít hơn, mình mua trả nợ nhiều hơn. Nghĩa là mình mua cái giá đắt hơn của hãng. Đó thì công việc thì tùy theo hãng, nó có thể là có sự công bằng chút xíu. Tức là nó phải lo cho mình, chủ xe, rồi nó biết là đồng nợ của mình chưa dứt thì nó phải dứt, nên lúc đó nó phải coi như nó không đến độ mà tuyệt tình đến độ mà nó không có việc phải ở nhà thì không phải như đâu, nó cũng cố gắng tìm việc cho làm đó. Thì nó không có việc của nó thì nó gửi qua làm cho hãng khác để mà duy trì được cái đồng nợ của chiếc xe cho xong. Thì khi mà trả nợ xong chiếc xe thì bắt đầu nó cắt hẳn, nó không cho làm nhiều gì đâu. Đó thì nó biết là mình đủ sống mà dương chút xíu thôi. Trời ơi, nhìn ra biết chạy bao nhiêu cây số, tôi lên chiếc xe của thằng nào tôi nhìn cây số đó, tôi biết nó có làm ra tiền hay không. Nó vậy đó. Thì nó rất đơn giản, chủ của nó biết, ở đây nó biết. Nó tính ra từng xe. Đó vì thế mà mình phải lo, mình làm việc cho hãng thì mình là tại vì mình không có cái mình phải chạy xe qua hãng thì mình không có cái lộ trình mà muốn mà xin phép lộ trình là mệt lắm ạ, không đơn giản đâu ạ. Tôi chưa dám làm nữa đó, thì tôi cũng chỉ làm qua hãng thôi, thì gọi là owner operator, hay có nghĩa một gọi cái gọi khác gọi là broker. Thì broker thì có nghĩa là trắng tay đó, đổ nợ trắng tay là broker. Thì nó broker là người hết tiền hết bạc. Thì hãng nào cũng vậy, nó hãng lớn thì nó không chịu tình đâu, mà nếu mà tốt nữa thì thật sự mua xe của nó thì mua xe của hãng nó bán ra là thật sự nó bán hơi đắt tiền hơn chút xíu, nhưng mà nó có đầy đủ nó có đầy đủ những cái yếu tố mà sao mình cảm thấy là khi mà mình mua xe là mình bị nó là rẻ hơn chút xíu, nhưng mà quay qua quay lại thì lại đắt hơn là mình mua từ hãng ra. Ví dụ như mua chiếc xe mà mình chưa có việc, chiếc xe đậu đó không dậy đâu được hết, tại vì xe không có bảo hiểm mà cũng không có license, không biển số, không chạy đâu được hết. Thì mua đó ok là hãng đề nghị nó chạy xe đó đến chỗ đó đậu thôi, tức là mình phải nó bắt đầu mình trả tiền quản kinh rồi đó, mà mình không cách nào mà mua được bảo hiểm hết tại vì không có license đó. Rồi xong xuôi xin việc, thì xin việc thì mình không có cơ hội để chọn lựa cái hãng, tức là quýnh ních lên hết rồi đó, mua được xe rồi bắt đầu quýnh ních lên, tức là bắt đầu hàng ngày phải trả nợ nhà nè, rồi trả nợ xe nè, rồi trả nợ con cái nè, rồi trả nợ quỹ thần, thì mà giống chiếc xe nằm đó chưa tìm được việc. Cái đó là cái vấn đề. Còn mình mua chưa xe có hãng đó, nó bán đắt hơn 5,000, ok fine. Là tức là mình thấy vô 10% vô đó, chịu trả 10% thôi. Thì nó phải huấn luyện lại mình, nó phải huấn luyện nữa chứ không phải không. Hãng nào cũng vậy, nó nhận mình vô nó huấn luyện mình, tại vì nó biết mình. Mặc dù như tôi lái trên 30 năm đi nữa, tôi qua một hãng khác nó cũng bắt tôi, nó đi lên nó xài xẻ tôi dài. Nó đùa chơi chứ ở đây không ai xài xẻ ai hết.
chỉ mày lên mày chạy tao cho tao xem đi, mày có cắn lề rồi không thôi à, chỉ có vậy thôi à. Chứ ai cũng biết hết rồi, thì xã hội này nó đỡ chỗ đó là nó ghét mình, nó không ghét mình, nó không ra mặt nó, thì trách nhiệm của nó lên ngồi nó cho mình chạy chỗ này chạy chỗ kia, thì mình là người mới người cũ người kinh nghiệm mới chạy nó biết liền à. Cũng như tôi người ta, đứa con ruồi con ruồi đực con ruồi ruồi cái mà bay qua tôi cũng không biết chứ đừng nói chi mấy thằng tài xế. Thế thì đó là vấn đề nó nằm ở trên đó, vì thế mà nó không phải biết là tài xế nó có chạy ẩu hay không, có nên không, có nên tại vì có nên nhận người này hay không, nó thật sự nó là như vậy. Là tại vì khi mình mang cái tên của cái hãng của nó mà mình chạy đó thì là lộ trình của nó nè, mình bị phạt là nó bị phạt nè, nó tai nạn ra đó thì bảo hiểm của nó phải đền nè, đủ thứ chuyện hết, vì thế mà nó hơi khó. Nó như thế mà khi mà trong 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 vòng một tuần lễ huấn luyện xong đó, nhiều hãng huấn luyện tuần lễ nhiều hãng 2 ngày thì chiếc xe đó tên tuổi đó thì phân nửa là của mình, một cái bảng đó, chủ quyền xe đó thì sẽ cắt ra làm đôi, xé ra làm đôi, một cái là hãng nó giữ, một cái là mình giữ, thì giấy tờ nó lo xong hết đâu rồi đó, bản số bảo hiểm everything đó rồi xong hết rồi đó, thì bắt đầu mình trả nợ 10% đó, rồi sau đó rồi trả nợ hàng tháng cho nó, có thể cho nó hoặc có thể qua qua ngân hàng, là tại vì xe nó cũng mua lại của người khác, thí dụ vậy đó, thì 100% là trả nợ cho nó, cho cái hãng đó, cái hãng mình mua xe đó, thì mình bắt đầu mình chạy, thì mình chạy nó hàng tháng nó trả tiền mình, hàng tuần nó trả tiền mình, nó đưa việc cho nhiều để cho mình trả, vừa trả nợ nhà vừa trả nợ xe, thì nó mong cho mình trả được cái nợ xe của mình nó 5 năm á, để cho nó xong chuyện để không phiền phức nữa, nó không phải lấy xe lại mình bị mất xe rồi mình bị mất tiền rồi nó cũng bị mất tiền, hãng cũng bị mất tiền, là tại vì phải tìm người bán lại chiếc xe đó. Nhưng mà có một số hãng nhỏ đó, một số giờ tôi đã từng đi qua đó, thì hãng nhỏ thôi thì mấy ông chủ đó, mấy thằng ông là mấy thằng điếm thúi đó, điếm thúi mà nó trở thành triệu phú đó, nó nhỏ thôi không cần nhiều hết, nó cứ cho mình trả nợ chiếc xe đó chừng 2 năm ok hết, rồi tới năm thứ ba bắt đầu nó chơi nó cắt công việc lại cho mình trả nợ không nổi, để nó lấy xe trở lại nó bán cho thằng khác. Nó vậy đó, có những cái hình thức như vậy, tức là trong khoảng mình trả đó mình chạy đó thì 2 năm đó là coi như mình mất hết, rồi sau đó mình mất xe thì nó lấy xe lại, tại vì hợp đồng mình ký rõ ràng là 3 năm mình trả, nó xin lỗi là 3 tháng mình không trả được cái tiền nợ xe đó, đó thì nó sẽ lấy chiếc xe lại, thì đó cũng là một cái nghề nữa, một cái vấn đề trong nghề nghiệp nó là như vậy, thì tại mình dám ăn dám chịu à, nó như thế. Mà trong khoảng hầu hết tôi thấy, hầu hết tôi biết, mặc dù mình là chủ xe nữa, xe của mình mua ở ngoài vô mình nhận làm việc rồi thì chỉ cần đơn giản lại nói nó ô tháng rồi là tao hụt tiền tao trả không được đó, tao hụt nợ nhà đó, thì mày phải sắp xếp công việc cho tao nhiều hơn chút xíu, thí dụ như trong khoảng này nè, thí dụ như trong khoảng này là tại vì cái bệnh Covid á, thì tôi làm việc bình thường thì bình thường, thật sự bình thường, cái là tôi đi đâu cũng bình thường hết, tôi làm việc cũng bình thường vậy đó, nhưng mà chuyến hàng sẽ ít lại, tại đâu ai làm việc đâu, họ nằm ở nhà họ ăn thôi, thì những cái gì chở thực phẩm thì rất là nhiều, nó còn về cả sản xuất công nghiệp thì cái nọ thì ít lại chút xíu, những cái gì mà không quan trọng nó sẽ bị đóng cửa, nó còn như Amazon thì cái buôn bán hàng quá trời đất, bây giờ này nó ế lại rồi, hồi trước thì lại sắp hàng dài dài nó muốn vô được cổng của Amazon ở đây ở Toronto này, vô được cái cổng của nó đó mất ít nhất 1 tiếng họ sắp hàng, cái hãng của tôi đó thì
phải có cái số cấp tốc để mà không 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 phải sắp hàng mà phải chạy chạy bước qua khỏi chạy một cái lane khác đi vào. Thế mà đó là giữa vấn đề tài xế xe thì mình nếu mà là tài xế mà nó bị có những cái như vậy rồi xe của mình thì thật sự nếu mình làm chủ xe đó thì tụi giao thông vận tải đó nó nhìn cánh cửa mà nó có để chữ hai chữ ô đó, gạch chữ ô rồi gạch cái ô đó, tức là owner operator đó, thì nó sẽ kiểm soát xe nhiều hơn. Là tại vì nó biết là mình làm chủ, mình không dám bỏ tiền ra để bảo trì thì xe có nhiều rủi ro hơn. Còn như xe của hãng tôi, thấy hãng tôi thì nó thì ở trên cái máy, trong cái máy này nè, những xe khác thì ở trên cái transponder này, nó có hai cái đèn, một cái đèn đỏ, cái đèn đâu có ba cái đèn, một cái đèn đỏ, một cái đèn vàng và một cái đèn xanh. Đó thì theo cái đèn đó mình nhìn tới đó mình chạy, quan trọng cần hay không, có vô hay không. Trời đất ơi, cái bà nội tàu này chạy BM rất là nhiều đó, mà chạy trên này có 60 km/h, thiệt tình. Chắc là bị chồng bỏ gì rồi đó, không ai chở đi đó. Lấy xe con chồng đi luôn đó. Lấy vậy mà đừng về nữa, để xe lại cho tao. Thiệt tình không chạy trên xa lộ mà tụi nó chạy chút xíu vô đây tụi nó gọi cảnh sát chặn đầu. Chạy chậm quá nguy hiểm lắm à, làm sao nó cứ đụng tới. Xe tôi thì ở phía sau, chạy phía sau của bà đó, nó không chạy được đâu đó. Cứ bò nãy giờ đó mà, bò theo bả đó. Thường mấy người chạy chậm, mấy người ở trên 70 tuổi đó. Mấy hôm trước đó là cái bà, hai cái bà đó là trên 80 tuổi đó. Tôi đã kêu bằng bà, tức là quá trời vậy đó. Thì cái vấn đề thật sự cái xe của mình á gọi là owner operator thì nó có một cái nguyên tắc như thế này, mình được quyền từ chối việc, tức là mình không đi chức đó, không đi thì nó phải tìm việc khác cho mình làm thế vào đó. Mình được quyền từ chối công việc. Còn như tôi làm cho hãng này đó, muốn từ chối đó phải có lý do. Nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà còn vấn đề đó là mày đi về Montreal đó, hai tuần lễ trả thêm tiền mày mỗi một ngày 50 đô, là bên cạnh việc làm lại cộng thêm 50 đô cho mày khách sạn ngủ. Cái đó là cái nội quy đó, thì nội quy của hãng thôi, nó cho phép là mình từ chối công việc không bình thường. Mày chỉ giúp, mày giúp tao, tao giúp mày đi. Đó là gì? Mày làm đi, tao cho mày thêm tiền. Đó thì ở hàng này, ở hàng tôi có. Mày đây thấy vừa tôi chạy Syracuse, New York, thì trên đường tôi đi đó, đi đi
về hướng đông đi về Quebec á, thì nửa đường nó có One House and Islander, thì tôi qua cái cầu của Alexandra Bay là đi qua bên New York đó, thì New York cái đó chạy xuống khoảng 200 cây số xuống tới Syracuse, thì nó có cái đường ray của CSX, thì tôi đi thường lắm, thì không là vấn đề. Ở New York thì ngày xưa tôi đi tôi làm cho hãng khác, thì tôi cũng đi sáng nào cũng vậy, sáng sớm đi qua Rochester rồi đi qua Brigham, Syracuse, Albany, Erie của Pennsylvania, rồi cũng đi vòng vòng đi khá lý tưởng đó, không là vấn đề, sáng đi chiều về nữa. Nhưng mà sau này thì nó hơi khó cho biên giới chút xíu nha, nữa mình không muốn bị lại thuộc vào cái chuyện là xe mình là có những nằm ở trong tình trạng là bị khám xét ở tại biên giới, nó có những cái tạo thêm nhiều việc mà làm thì không trả thêm chút xíu tiền cũng không đáng, thì làm lâu thì mình được phép như vậy, được phép từ chỗ một số chuyện, nhưng mà xe của mình thì luôn các mặt hàng mình không đi cũng được. Ok, tao cho mày việc khác, thì nói cái như vậy đó. Thì còn mình muốn làm nhiều tiền hơn nữa, tức là mình phải tự lo chiếc xe, mình phải tự sửa chiếc xe. Như tôi ngày xưa, như thế bây giờ thì xe gì tôi cũng sửa được hết. Xe giờ tôi đi tìm, tôi móc móc, tôi chạy chạy ngồi ra chuyện. Đó như thế mà nhiều khi xe tôi đem về hãng nó hỏi sao vậy, sao có hư vậy chị, mấy kia đem đến hư quá trời hư, thật sự có hư gì, như cái đèn, như cái đèn trong nóc nè nó chạy được 2 tháng thôi, nó chốt nó lên sáng rồi nó tự động nó tắt xuống, mà cái công tắc như nè nó không có tắt được nó, đèn đó mà đem đến hãng thì thật sự nó mò mò sao vậy, thì nếu bị vậy thì nó tôi thấy chắc ra thì không có gì hết. Thì năm rồi tôi về, tôi mới vừa từng rồi hai ba tuần trước tôi về cho nó check check lại, không thấy có gì hết, thực sự thật có cái công tắc này là nó có vấn đề, thì thế mà chốt là nó tắt, chốt là nó tắt, tôi tháo luôn cái bóng đèn ra thôi, xong chuyện để nó chạy nó chứ sao. Bây giờ thấy có nhiều nhiều vấn đề mà còn chiếc xe thì luôn luôn nó báo lỗi, lỗi này lỗi kia nó báo thôi, nhưng mà nếu đèn vàng là vẫn chạy bình thường, nó báo lỗi thì có đèn vàng không có vấn đề, như nào mà báo đèn đỏ tức là xong chuyện, đèn đỏ mà báo lên tức là máy mà đỏ lên là thua, là mình muốn chạy nữa không được, nó tắt máy thì phải kéo về. Thế thì cái vấn đề đó là như vậy, rồi tức là mình phải biết thêm một số chuyện, là mình muốn có dư tiền hơn người khác, tức là mình phải tự sửa lấy. Ví dụ như thay cái alternator, thay cái starter, thay mấy cái thắng, đó là mình có thể làm được, mình là mình làm được, không có làm vấn đề. Hơi nặng nè, hồi xưa tôi còn trẻ không làm được, chứ giờ tôi không làm nổi hay không xe nhỏ tôi làm tôi cũng đã mệt rồi, nó thì có vậy đó, thì mình sẽ dư được thêm một số tiền, và hai nữa trên mặt thuế má thì mình được khai là ví dụ như mình muốn năm đó mình không có lời nhiều để mình khai thuế xin tiền lại, ví dụ như đó, thì mình có thể là ở cuối năm mình gần như cuối năm mình mua không đóng bánh xe vô, xe chưa mòn nó tha vô để mua vô để đó, để lấy hóa đơn để khai thuế cho năm đó, nó là như vậy, mình có thể điều khiển được cái tiền thu nhập, muốn đóng đồ vô không sửa có sửa đâu, có hư đâu sửa, thì mua đóng đồ đó vô thì chờ nó hư thì sửa, thay thì năm sau năm mới không phải thay nữa.
không phải không phải mua nữa, nó là như vậy đó, mà được khai thế năm nay đó thì có những cái lợi điểm thôi. Ngoài ra nó cũng giống như là tài xế vậy, tài xế của xe vậy, phải theo quy định, quy tắc của hãng. Nó thì tôi hy vọng tôi chia sẻ được một số kinh nghiệm của tôi thôi cho các bạn, để tôi nói thì thật sự tôi thích nói gì tôi nói đó, chứ tôi có chuẩn bị trước không. Coi như là điện giật cái giật chỗ nào thì nhảy chỗ đó thôi. Đó thì thấy mà tôi làm YouTube đó là gì đó mà nói chuyện chơi cho vui vẻ chơi nhau, chỉ có tôi không cần nhiều người xem đâu, thật sự như vậy. Nó chỉ có một nhóm mà xem tôi từ trước đến nay thì thật sự tôi chỉ mong là các bạn rút được một số kinh nghiệm nhỏ trong cuộc sống, chỉ là như vậy thôi. Cảnh sát ở đây, cảnh sát đã đóng mà. Cảnh sát bên kia thấy mà mấy ông như vậy mà tụi nó vẫn chạy quá vận tốc được. Nay thì cảnh sát vậy, người chết chạy hàng ngày cũng phải ghi cây số, chạy tới đường nào, làm việc gì, làm báo cáo, tên phải rửa xe 2 lần, chạy vô đó có máy rửa đó, thì ở đây cái dừng tự động thôi, tốn tiền chút xíu thì về tính lại ở dưới này làm. Tôi thì không nhất định phải rửa xe, đơn giản thôi. Tại Đức Sơn nó có khó tình này, khó tình thì nó lâu bị hư. Nó lâu bị rỉ xét. Xe tự động thì thật sự nó chạy đó, thì các bạn thấy là hai tay tôi để này, tôi không làm gì hết, cứ để cho nó chạy thôi, rồi lên dốc xuống dốc thì nó trả số lấy nữa thôi à. Rồi nó vô ga cũng tự nó thôi, hoặc là xuống mặt đất anh ngục mặt như vậy. Nó thì ngồi đây chứ nhìn tới trước mà chạy thôi, nhìn bên đây nhìn bên kia, nhìn tới trước bên đây, cứ như thế. Còn tuần hay tuần hôm nay em thấy là còn 2 tuần nữa là mấy đứa nhỏ vô trường học trở lại đây, ngày 7 tây tháng 9 nó trở vô trường học rồi, ở đây bình thường quá. 7 tây tháng 9 tôi đang chạy 105, cái thằng nó qua mặt tôi một cái rồi chạy lại coi con trầm mà nó kéo chiếc xe tôi thật lại được lại hơn trăm, tại khoảng cách nó gần hơn, khoảng cách
gần xe tôi, làm cho xe tôi phải chậm lại, chậm hơn xe đó để mình tạo ra khoảng cách xa mình theo chiếc xe này, nó sắp program chương trình nó là như vậy đó. Rồi khi mà khoảng cách giữa tôi nó ok đó thì bắt đầu chạy theo vận tốc của xe đó, xe phía trước. Bây giờ thấy mà muốn qua qua mặt chiếc xe bên tay phải đó cũng qua không được, dính lại đó. Bây giờ thằng kia nó lên tới trước là 105 thì tôi chạy tiếp 105 như này đó, thì qua tới cái pass cái xe phía trước đó. Chen vô nữa, chen vô xong xuôi, chen vô chạy 101, 100 ngay trước mặt tôi nữa. Rồi xong chị. Tôi đang chạy 105, cái thằng nó qua mặt tôi một cái rồi chạy lại có 100, nó kéo cái xe tôi mình lại, được lại hơn 100, tại khoảng cách là hơn. Xe tôi làm cho xe tôi phải chậm lại, chậm hơn xe đó để mình tạo được khoảng cách xa mình theo chiếc xe này, nó sắp program chương trình nó là như vậy đó. Khi mà khoảng cách giữa tôi nó ok đó thì bắt đầu chạy theo vận tốc của xe đó, xe phía trước. Bây giờ thấy mà muốn qua qua mặt chiếc xe bên tay phải đó cũng qua không được. Trước là 105 thì tôi chạy tiếp 105 cái này đó, thì qua tới cái pass thì phía trước đó, không là vấn đề. Đó là cũng sẽ phụ chen vô đỡ, chen vô xong xuôi, chen vô chạy 101 ngay trước mặt tôi rồi xong. Có số tự động nó mới làm được cái vận tốc chỗ này, vận radar chỗ này được. Chứ còn không phải số tự động đó thì nó chỉ báo thôi, nó báo là gần này, xe đến gần quá thì nó báo thôi chứ mình nói không. Nó không bám đích được xe kia, nó báo thôi, rồi mình phải tự xuống số